Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ xuất hiện với diện mạo đẹp xuất thần, dự đoán Interpol Miss Universe 2020. Trong hành trình chuẩn bị đến với Miss Universe 2020, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân đã liên tục thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Nàng hậu nổi bật với nước da trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh và nụ cười sảng sỡ. Không ít khán giả nghĩ rằng Khánh Vân sẽ khó có thể lột xác được hơn nữa. Nhưng mới đây, hình ảnh một Khánh Vân hoàn toàn khác lạ với làn da nâu mạnh mẽ, mái tóc thẳng sẽ ngồi giữa cá tính và thần thái sắc lạnh hút hồn khiến hâm mộ rất bất ngờ. Cô nhận được nhiều phản hồi tích cực. Vì từng có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, nàng hậu không quá khó khăn trong việc biểu diễn những bước catwalk đẹp mắt và posing chuyên nghiệp. Tại các đấu trường nhan sắc quốc tế và nhất là tại Miss Universe, ban giám khảo luôn ưa chuộng những cô nàng sở hữu một làn da bắn mật và hình thể săn chắc. Những người đẹp năng động, khỏe khoắn và đầy sức sống. Chính vì thế, nhiều khán giả vẫn luôn tò mò rằng Khánh Vân liệu có quyết định nhuộm da như Hoàng Thùy để dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay hay không. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng Khánh Vân vẫn nên giữ nét đặc trưng của mình là một nàng hậu dịu dàng, xinh đẹp với làn da trắng và nụ cười ấm áp. Bởi vì theo chủ đề của cuộc thi trong những năm gần đây, thì ban tổ chức Miss Universe sẽ tìm kiếm một người đẹp tự tin vào vẻ đẹp của mình và thông minh, sắc sảo trong giao tiếp để truyền tải thông điệp tích cực cho thế giới. Khánh Vân biến hóa liên tục nhiều phong cách khác nhau để tìm được hình ảnh phù hợp nhất cho bản thân trước khi đại diện Việt Nam. Và những ý kiến đóng góp của khán giả chắc chắn sẽ giúp Khánh Vân ngày càng hoàn thiện hơn tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.